Chào buổi sáng. Bây giờ là 5 giờ 27 nha. Hôm nay mình sẽ hôm qua thì cũng làm một món rồi, nhưng mà hôm nay mình cũng có làm thêm và mình đổi món. Thì để đây. Ngủ mất chưa có sạc cái này ha, lộn. Bây giờ mình sẽ cho coi đây là cái món gì nha. Cao lương mỹ vị gì nha. Thơm quá, thơm quá, thơm quá mọi người ơi. Mình sử dụng cái livestream của Facebook để mình quay phim nên cái phim của mình không có ngắt nha. Gọi là livestream rồi thì nó có làm sao nó lên vậy đó mọi người. Lên video rồi thì người ta sẽ ngắt đi. Sáng không? Sáng thêm tí nữa. Tại vì sáng mơ sớm nên không có đủ đèn, không có đủ ánh sáng. Mọi người ở Việt Nam mà không cần gọi mình đâu nha. Ngày nào mình cũng có lên livestream biết mình khỏe rồi. Khỏi cần gọi mình. Mình lên livestream vậy là biết mình rồi ha. Gọi là nấu đồ ăn đập dập luôn á. Đập và dập thôi. Mình không có bưng cái máy qua được tại vì mình cần phải làm gấp á. Xong rồi mình sẽ bưng cái máy qua mình cho mọi người cùng coi mình có hai cái món gì nha. Chết rồi, chết tôi rồi. Mình xài seasoning của mì gói để chi ngồi lóc nhóc cho lũ khủ rồi. Mình cũng trở cái này luôn cái đã, từ từ chừng nào sắp chín thì mình sẽ để qua cho mọi người cùng coi là mình có hai cái món gì nha. Mình đang làm giống như cho con heo nó ăn vậy đó. Giống là cháo heo á. Là 5 giờ 31, trên cái thời gian của mình đếm từng phút một các bạn ơi, thành ra mọi người cũng thông cảm đừng có gọi cho mình. Ai ở Mỹ thì biết rồi, ai ở Việt Nam thì mình nói vậy cho biết đó, thông cảm đừng có gọi cho mình không có giờ để mà bóc phone đâu. Không phải không có giờ bóc phone mà mình lúc nào mình cũng ôm cái xe mình chạy ra ở ngoài đường nguy hiểm lắm, thành ra đừng có gọi cho mình. Rồi, cho seasoning vô.
Rồi, mình sẽ đi lại tủ mình lấy hành gọ nha. Này là mình phải rửa, mình làm sẵn hết rồi. Giờ mình chỉ cắt mình để vô thôi, tại vì buổi sáng ra là mình không có thời gian. Quên bỏ seasoning cho cái thằng nước nữa. Ăn quách nó cho rồi để đi ngồi lóc ngóc khi mất ghét quá. Đây là cái bịch nước này để dành nó cho cái món nào cần dầu. Quách nó cho rồi. Thơm mùi mướp rồi các bạn ơi. Mướp hương thơm lắm, cây nhà lá vườn nè. Tí xíu mình sẽ trở máy mà cho coi sắp chín rồi. Tại vì đi học thì xa mà học quá mà cứ đau bụng rồi đi rách râm á là mất giờ hết, nên mình cũng cố gắng mình sáng mai mình dậy sớm mình làm. Thương con đến vậy đó, 18, 19 tuổi rồi phải đưa đón nên nó mới khổ vậy đó. Ai cũng rầy hết trơn. Dậy đi cho nó lẹ. Chứ giờ không có còn thời gian đâu mà tìm tới. Tìm tới thì phải lật ốc nó qua mới được, còn không lật ốc nó qua ở trên sống nhanh, dưới thì khét rồi, ở trên sống gọi là trộn lộn xà ngầu. Món trộn lộn xà ngầu. Lộn xà ngầu sắn cấu. À, đây là ham ba ngầu. Nó tiếng Tàu đó. Hầm bà ngầu sắn cấu. Đúng không? Ai là người Tàu mình nói vậy đúng không? Hầm bà ngầu sắn cấu. Củ hành mình mới lọt thôi, mình chưa có rửa. Bây giờ mình phải đi rửa, mình rửa trước để nó hơn. Thường xuyên vậy mà không ai chú ý khi mà mình nấu món ăn hết trơn trời. Nấu kiểu Việt Nam, nấu đưa đồ Mỹ về nấu không nấu được. Đây, dãy ở trên Facebook hết á.
đầy dãy trên YouTube nữa, lên đầy hết mà không chịu chú ý. Rồi bây giờ mình sẽ cho hành lá vô nha. Bộ cắt bằng cái kéo không lẹ. Trộn lên cho nó chín cái hành. Thôi lát nó ăn nó đau bụng mà chết tươi. Bữa bị đau bụng một bữa rồi. Nó ăn đồ chín hết, không có cái gì mà làm sống sống hết. Bằng chính well done luôn. Rồi giờ mình thử cái nó độ mặn nó vừa chưa nha. Cái này lạc à. Mình đậy nắp lại cho cái hành nó chín chút xíu để nhiều khi nó hôi nó ăn được. Ngò thì nó thơm nó ok. Ủa này hai gói bột nêm mà sao nó không có đủ, không có đủ mặn. Rồi giờ mình sẽ trở máy lại nha, bắt đầu mình đi dở cơm nữa. Đây ra rồi đó, mướp xào thịt bò với ngò. Cái này là trứng chiên, cà rốt, hành lá. Mình món nào mình cũng có món hành phi ở dưới rồi, hành củ mình phi dưới thơm rồi. Hành cả đống hành kêu bằng ướp hành luôn á. Thành ra là ăn hành xả láng luôn. Ăn xả láng. Rồi, mình sẽ đi dở cơm nha. Đây là mình có một món này rồi. Chờ cái này cái đã, cho hành nó chín. Giờ mình lấy cái này nó khô. Cái này nó có nước, đi chung cái có nước. Muỗng. Đây nè các bạn, mình không có xài cái hộp, cái tray của nó luôn á, đầy tràn lên trên. Muỗng nĩa nó rẻ chết mẹ luôn, nó đâu có mắc mỏ gì đâu. Vậy mà hồi xưa làm giọng tồi tàn. Khăn tắm cũng vậy, 2 đồng bạc, 3 đồng bạc một cái, mua mà cũng bán, mà làm giọng tồi tàn ở đời mà. Bánh ít đi thì bánh quy có lại, bánh ít không đi thì bánh quy không có lại thôi. Rồi bây giờ cái này là cho miếng mướp vào đây.
thơm ghê luôn á, thơm mùi mốc hương á. Một em cơm nóng canh nóng luôn, cơm hâm lại rồi, cơm để sẵn à, để sẵn rồi đừng nói mà sáng mơ mà làm kịp. Cho ăn vậy á, nhiều vậy á mà cũng ốm à, nhôm nhấp. Đây mình sẽ trở lại cho mọi người thấy nha, một phần đồ ăn của mình dở. Cho ăn đầy đủ hết cũng ốm nhôm mà không đủ sức nữa. Không có đủ sức cho nó, thấy chưa chị á, nhôm nhách à. Rồi cái này nước mát nè, đâu nước chanh, cha tôi xả nước chanh ra chị để trời. Này có cái nắp của nó đó, đi kiếm mới lục ra đâu. Này gì đây, chứa đầy trong tủ. Cà phê lát vô uống cho rồi, cho sữa vô. Chờ một tí nó nguội rồi đậy lại, bốc khói tùm lum tay nãy. Này là khoai tây dục vô đây để xào hơn con gián nó ăn nè. Củ khoai rửa này hấp luôn cho rồi. Phải đi hốt nữa. Rửa khoai tây cho vô.